Như chúng tôi đã thông tin thì ngày hôm qua, bão Noru đã đổ bộ lần thứ hai lúc 20 giờ 20 phút vào Philippines. Đến 2 giờ sáng nay theo giờ địa phương thì bão đã suy yếu hơn sau khi đi qua đảo Luzon. Tuy nhiên, cảnh báo bão cấp 4, cấp mạnh thứ hai trên thang 5 cấp vẫn duy trì ở một số thành phố miền trung đảo Luzon. Hiện nay Philippines chưa có báo cáo thiệt hại do cơn bão gây ra. Trước khi bão quét qua đảo Luzon, các nhà chức trách Philippines đã hủy hàng chục chuyến bay nội địa và quốc tế. Tại đảo Polio, phía đông đảo Luzon, hơn 400 người đã buộc phải sơ tán sau khi có cảnh báo bão cấp 5. Bão Noru là cơn bão nhiệt đới thứ 11 và cũng là cơn bão mạnh nhất đổ vào Philippines trong năm nay. Vào sáng hôm qua, tàu kiểm ngư 402 đã đưa ngư dân cần hỗ trợ y tế trong lúc đánh bắt cá trên vùng biển Trường Sa vào bờ an toàn. Tàu kiểm ngư cùng ekip y tế vận chuyển ngư dân trong tình trạng là sốt thường xuyên, khó cử động, sức khỏe yếu. Trước đó, ngư dân này đi đánh bắt trên tàu cá cùng 15 ngư dân khác trên vùng biển Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ngày 22 tháng 9 có biểu hiện bệnh và xin hỗ trợ y tế, được đưa vào đảo Sơn Ca.